và điều trị đái tháo đường tiếp 2 dành cho bác sĩ nội khoa tham gia quản lý và điều trị bệnh nhân đái tháo đường. Thì như vậy là cái chương trình này gồm 9 chuỗi chuyên đề, đặc biệt chú trọng đến phần kiến thức, áp dụng kiến thức vào thực hành với những cái ca lâm sàng và thảo luận cái cách xử trí. Cho tới giờ phút này thì chúng ta đã đi được 8 chương trình rồi. Và như quý vị đồng nghiệp cũng đã biết, thì ở mỗi cái chuyên đề thì video bài giảng đã được đăng tải trên ứng dụng DocuT. Quý đồng nghiệp có thể xem trước và gửi câu hỏi thắc mắc để thảo luận cùng giảng viên và báo cáo viên trong cái buổi webinar hôm nay. Thì sau mỗi cái chương trình trực tuyến thì cái video webinar sẽ được phát lại trên DocuT. Quý đồng nghiệp có thể tùy chọn thời gian thích hợp để chúng ta có thể xem lại hoặc là trao đổi với cái chương trình trong ở cái phần bình luận, ở mỗi cái phần trong cái mục bình luận ở trong DocuT. Và chủ đề ngày hôm nay sẽ là điều trị đái tháo đường tiếp 2 bằng insulin và thuốc uống. Xin slide tiếp. Tiếp luôn. Thì trong ngày hôm nay thì chương trình sẽ báo cáo viên là bác sĩ Nguyễn Thành Thuận. Thì cái chương trình sẽ gồm 4 nội dung. Thứ nhất, bác sĩ Thuận sẽ tóm lược lại cái bài giảng về cái điều trị đái tháo đường tiếp 2 bằng insulin và thuốc uống. Kế tiếp là sẽ giải đáp cái tình huống lâm sàng của bài giảng. Và sau đó chúng ta sẽ có cái phần giải đáp thắc mắc câu hỏi của cái đồng nghiệp gửi về cho chương trình. Và cuối cùng là tổng kết và thông điệp. Thì sau đây xin mời bác sĩ Nguyễn Thành Thuận tóm lược bài giảng của cái đợt trước. Kính thưa anh Thắng và quý anh chị đồng nghiệp, thì hôm nay lại tiếp tục cái chương trình của Dr. T về cái chuỗi CME tiếp tục về cái bài và kiểm soát đường huyết cho bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2. Thuận bỏ video lên thôi. Em mở rồi đó, tại vì nó nằm ở bên cái cam bên cái điện thoại á. Mình sẽ trình bày về cái kiểm soát đường huyết cho bệnh nhân đái đường tiếp 2 bằng insulin và thuốc uống. Thì phần đầu tiên nhất là cái tóm lược bài giảng, thì chúng ta cũng biết được rằng việc mà chúng ta kiểm soát đường huyết bằng insulin á, thì cái nguy cơ mà chúng ta sợ nhất trên bệnh nhân khi chúng ta sử dụng insulin đó là cái vấn đề về hại đường huyết. Thì cái nghiên cứu người ta thấy rằng cái tần suất của cái hại đường huyết á, nó chiếm trung bình là khoảng 80% trường hợp nếu như chúng ta sử dụng cái điều trị bằng basal bolus, và khoảng 50% trường hợp là chúng ta sử dụng cái insulin remix analog, và cũng khoảng 40-50% trường hợp là cái insulin remix bằng human. Và trong đó là cái hại đường huyết nặng thì nó xảy ra trung bình là khoảng 10% trường hợp đối với lại basal bolus, là khoảng 5% trường hợp đối với lại cái khoảng 10% trường hợp đối với lại cái insulin remix mà chúng ta sử dụng. Vậy thì các yếu tố như nào là gọi là yếu tố nguy cơ nó dễ gây nên vấn đề về hại đường huyết, thì bao gồm có nhiều yếu tố, thì trong đó ba yếu tố nguy cơ chính bao gồm có tuổi, tiền sử hại đường huyết nặng trước đó, và thứ ba là vấn đề về cái suy giảm chức năng thận. Thì đây là ba cái yếu tố mà chúng ta thường gặp nhất ảnh hưởng tới vấn đề về hại đường huyết mà chúng ta thấy trong thực hành lâm sàng. Vậy thì một cái vấn đề mà chúng ta điều trị cho bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 chúng ta, thì chúng ta cần phải cân bằng giữa cái lợi ích của vấn đề kiểm soát đường huyết và cái nguy cơ hại đường huyết. Thì mục đích của việc kiểm soát đường huyết tốt thì giúp cho chúng ta cải thiện được mức độ A1C, giúp cho chúng ta ngăn chặn được các biến chứng và giảm được các chi phí về gánh nặng điều trị do các biến chứng gây ra. Tuy nhiên, chúng ta muốn kiểm soát đường huyết tốt thì bắt buộc chúng ta cần phải có một cái phác đồ điều chỉnh đường huyết và insulin nó khá là đơn giản, và giúp cho bệnh nhân dễ theo dàng tuân thủ điều trị và giúp cho bệnh nhân có thể điều trị tốt hơn và nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, một cái trở ngại thứ hai là khi chúng ta sử dụng cái phác đồ điều trị insulin á, thì chúng ta đối diện với cái nguy cơ hại đường huyết. Và chính vì cả bác sĩ lâm sàng và cả bệnh nhân đều sợ hại đường huyết, dẫn đến là cái vấn đề chúng ta điều trị tích cực bằng insulin á, nó dẫn đến vấn đề thất bại và bệnh nhân không tuân thủ điều trị, và chúng ta khó mà tối ưu được cái liều insulin mong muốn và giúp cho, và khó mà chúng ta có thể kiểm soát được đường huyết như mong muốn, và dẫn đến là chúng ta có thể gây nên những cơn hại đường huyết nặng và có thể dẫn đến là tăng cái chi phí điều trị và tăng cái nguy cơ tử vong cho bệnh nhân chúng ta. Vậy thì cái giải pháp nào có thể giúp cho chúng ta có thể giảm được cái nguy cơ hại đường huyết khi chúng ta điều trị với insulin? Đầu tiên nhất, khi chúng ta điều trị insulin thì bắt buộc chúng ta phải cá thể hóa mục tiêu A1C cho từng bệnh nhân khác nhau. Tức là mỗi một bệnh nhân chúng ta sẽ có một mức A1C riêng biệt, chứ không phải là bệnh nhân nào chúng ta cũng đưa A1C về theo cái khuyến cáo điều trị của ADA. Và cái phác đồ điều trị và loại insulin ít gây hại đường huyết nhất á, thì nó sẽ giúp cho chúng ta dễ kiểm soát đường huyết hơn và tránh được cái nguy cơ hại đường huyết cho nhóm bệnh nhân của chúng ta.
Và chú ý là khi mà chúng ta quyết định tăng cái liều sodium thì chúng ta phải tăng cẩn thận và tránh cái tình trạng chúng ta tăng quá mức dẫn đến vấn đề hại đường huyết, và giáo dục bệnh nhân để theo dõi đường huyết tại nhà. Đó là một trong những cái vũ khí mà chúng ta có thể có được để mà chúng ta có thể giảm được cái nguy cơ hại đường huyết khi chúng ta điều trị insulin. Ngoài ra thì việc mà chúng ta sử dụng cái insulin kết hợp với lại những thuốc hạ đường huyết uống kháng thì nó là một cái cơ chế đa cơ chế bệnh sinh trong vấn đề về điều trị kiểm soát đường huyết cho bệnh nhân đái đường chúng ta. Nó sẽ giúp cho chúng ta có thể làm giảm được cái đường huyết được tốt hơn và giảm được cái tổng lượng insulin, và một phần nó sẽ giúp cho chúng ta giảm được cái nguy cơ hại đường huyết và giảm được cái vấn đề về tăng cân do insulin gây ra. Vậy thì việc mà chúng ta sử dụng các thuốc viên kết hợp với lại cái insulin á, thì chúng ta cũng biết rằng metformin nó là một cái tác động trên cái cơ chế đề kháng insulin, do nó sẽ được tiếp tục sử dụng khi mà chúng ta sử dụng insulin nếu như bệnh nhân này không có chống chỉ định hoặc là không có vấn đề về mất dung nạp với metformin. Ít sulfuryl thì chúng ta vẫn có thể sử dụng khi mà chúng ta đang sử dụng cái insulin nền hoặc là chúng ta đang sử dụng glimepiride một lần ngày. Tuy nhiên á, là chúng ta không nên sử dụng cùng một cái thời điểm với lại sử dụng insulin. Giả sử như bệnh nhân này đang sử dụng glimepiride là mixed dạng chích một lần vào buổi sáng thì chúng ta không nên sử dụng các gì vào buổi sáng, mà chúng ta có thể thay vào buổi chiều, hoặc là chúng ta chuyển cái insulin vào buổi chiều và sử dụng các gì vào buổi sáng với điều kiện là chúng ta chỉ sử dụng một mũi glimepiride một ngày. Còn nếu như chúng ta sử dụng cái insulin nền thì chúng ta có thể chích bất kỳ mũi nào giờ nào trong ngày, và chúng ta có thể sử dụng SGLT2 ngay cái tại thời điểm trước ăn sáng đó của bệnh nhân. Và một cái điều là chú ý là chúng ta nên ngưng cái SGLT2 khi mà bắt đầu chúng ta sử dụng cái insulin điều trị tăng cường cho bệnh nhân, tức là chúng ta tăng lên remix 2 lần ngày, hoặc là chúng ta sử dụng phác đồ basal blood thì chúng ta nên ngưng cái insulin, ngưng cái SGLT2 đi, bởi chúng ta sử dụng nữa nó sẽ làm tăng cái nguy cơ về hại đường huyết cho những bệnh nhân chúng ta. Và các thuốc hạ đường huyết khác mà chúng ta có được như là ức chế MEDI4, ức chế kênh đồng bọn sodium glucose trong bậc hai, ức chế alpha lipoxidase hoặc là đồng bọn GLP-1 thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục sử dụng cùng với insulin. Và cái TGD á, thì chúng ta vẫn có thể phối hợp điều trị với insulin, tuy nhiên nó sẽ làm gia tăng cái tác dụng phụ là tăng cân và gây phù cho bệnh nhân chúng ta. Và cái ba ba cái nhóm thuốc mà chứng tỏ được là thứ nhất là cái D4, ST2 và cái đồng bọn GLP-1 thì nó có thể giúp cho chúng ta cải thiện đề kháng insulin và giảm insulin, và có thể cân nhắc để sử dụng khi phối hợp với insulin cho nhóm bệnh nhân chúng ta. Và tất cả các nhóm thuốc uống khi mà chúng ta phối hợp với insulin thì chúng ta nên cân nhắc để giảm liều, ngoại trừ metformin, bởi vì khi mà chúng ta bắt đầu khởi trị insulin để mà chúng ta điều trị cho bệnh nhân của chúng ta. Vậy thì chúng ta qua phần thứ hai là chúng ta giải đáp cái tình huống lâm sàng được rồi mà mình đã đưa ra. Thì đây, ca lâm sàng đây là một bệnh nhân nữ, tiền căn đáy đường trên 20 năm, tăng huyết áp điều trị bằng metformin 1000 mg, Lisinopril 30 mg, insulin remix analog 70-30, sáng 12 chiều 10, bedaquil, amlodipine, atorvastatin, và bệnh nhân có những cái cơn hại đường huyết xuất hiện vào khoảng 15 giờ và khuya, và bệnh nhân ít vận động và ăn uống thất thường do sợ bị hại đường huyết. Thì tiền sử gia đình thì cũng không ghi nhận gì bất thường và tiền sử bản thân cũng không ghi nhận bất thường. Khám lâm sàng tại thời điểm đó chúng ta sẽ thấy là mạch huyết áp bình thường, cân nặng là 62 kg, chiều cao 1m62 với BMI là 23.6, tức là hơi thừa cân một chút. Đường huyết là 209, A1C là 8,9%, LDL là 86 mg/dL, triglyceride là 209, creatinine là 1.6 và creatinine 32 ml/phút, và cái chính có cái tiểu đạm cái có cái đạm niệu á là 24 mg/g, và chức năng gan bình thường và có cái ABI đo trong giới hạn bình thường, F bình thường. Thì chúng ta phải thấy vấn đề chính cho bệnh nhân này là có cái đái tháo đường tiếp 2, lâu năm kiểm soát kém, có tăng huyết áp, có bệnh thần mạng giai đoạn 3 với eGFR 32 ml/phút. Câu hỏi thảo luận trên ca lâm sàng này, chúng ta thảo luận về vấn đề kiểm soát đường huyết ha. Còn những vấn đề khác chúng ta sẽ để riêng qua. Thì đầu tiên nhất chúng ta coi cái mục tiêu đường huyết cho bệnh nhân này là như thế nào là đạt mục tiêu. Thứ hai là các yếu tố nào có thể liên quan tới cái cơn hại đường huyết trên ca lâm sàng này. Thứ ba là chúng ta nhận xét gì về cái việc mà chúng ta bệnh nhân đang sử dụng cái insulin kết hợp với thuốc uống hiện tại của bệnh nhân với là metformin, SGLT2 và insulin remix analog 2 lần ngày, và lựa chọn thay thế điều trị phù hợp cho bệnh nhân này như thế nào cho nó phù hợp. Thì đầu tiên nhất chúng ta coi cái mục tiêu cá thể hóa bệnh nhân này là bao nhiêu. Chúng ta có thể đưa tốt nhất là dưới 6,5%, hay từ 6,5 tới 7%, hoặc là 7 tới 8, hoặc là từ 8 tới 8,5%.
Vậy thì nếu như chúng ta theo cái mục tiêu điều trị của ADA 2021 và trở về trước luôn thì chúng ta thấy mục tiêu chung chúng ta vẫn là dưới 7%. Đối với Hiệp hội Trường Hô Hoa Kỳ là chúng ta đưa A1C dưới 6,5%. Và việc xác định mục tiêu HbA1c nó sẽ phụ thuộc vào 5 yếu tố. Một là tuổi bệnh nhân, hai là cái nguy cơ hạ đường huyết, ba là bệnh lý đi kèm, bốn là cái thời gian mắc đái tháo đường đã lâu hay là ngắn, và thứ năm là cái thời gian sống còn của bệnh nhân còn dài hay ngắn để chúng ta quyết định A1C bao nhiêu. Và với mục tiêu chung là đưa A1C dưới 7% theo ADA. Còn nếu như bệnh nhân chúng ta thấy thời gian mắc bệnh ngắn, thời gian sống còn dài và chưa có bất kỳ biến chứng nào, chúng ta có thể đưa tích cực hơn, đưa A1C dưới 6,5% theo khuyến cáo điều trị của ACE. Và nếu như bệnh nhân này có thời gian mắc bệnh dài, thời gian sống còn ngắn và đã có nhiều bệnh lý đi kèm và có kèm theo cái tiền sử hạ đường huyết nặng trước đó thì chúng ta có thể kém tích cực hơn, đưa A1C khoảng 7,5 hoặc đôi khi 8% vẫn có thể chấp nhận được trong cái nhóm bệnh nhân này của chúng ta. Vậy thì chúng ta trở lại cái ca lâm sàng này thì bệnh nhân này có cái nguy cơ hạ đường huyết cao bởi vì bệnh nhân đã có tiền sử hạ đường huyết nhiều lần trước đó, đang sử dụng insulin và kèm theo SGLT, thời gian mắc bệnh đái tháo đường 20 năm, kỳ vọng sống bệnh nhân này còn trung bình 70 tuổi, bệnh lý đi kèm là tăng huyết áp, biến chứng đi kèm là có suy thận, và bệnh nhân sẵn sàng điều trị tích cực và mong muốn được kiểm soát đường huyết tốt hơn và tránh được cái nguy cơ hạ đường huyết, và bản thân bệnh nhân có thể tự theo dõi đường huyết tại nhà. Vậy thì chúng ta có thể đưa lên cái phần mềm á, calculator cho cái A1C thật á, thì chúng ta có thể tính được rằng á, mục tiêu A1C trên ca này chúng ta chỉ cần đạt được 8,1% thôi. Như vậy thì bệnh nhân này đang 8,9 thì chúng ta chỉ cần giảm 0,8%. Vậy thì câu hỏi thứ hai đặt ra là các yếu tố nguy cơ nào có thể làm tăng cái cơn hạ đường huyết cho bệnh nhân này, thì chúng ta thấy đây là bệnh nhân 70 tuổi cũng được xếp vào là lớn tuổi, có kèm theo bệnh lý có kèm theo bệnh đồng mắt là có cái suy thận mạn giai đoạn 3B, eGFR 32 mL/phút, và cái thuốc kiểm soát đường huyết hiện tại của bệnh nhân đang dùng là insulin cộng với SGLT, và trong đó insulin chúng ta đang sử dụng remix 2 lần ngày, thì chắc chắn đây là ba cái yếu tố nó sẽ góp phần làm gia tăng cái nguy cơ hạ đường huyết cho những bệnh nhân của chúng ta. Vậy thì chúng ta thấy điều trị hiện tại của bệnh nhân là metformin, Lisinopril kết hợp với lại cái insulin remix analog 30-70. Vậy thì chúng ta thấy nhận xét phối hợp về cái thuốc điều trị insulin và thuốc uống cho bệnh nhân này có phù hợp hay không? Thì như cái slide trình bày trước cho các anh chị á, một khi mà chúng ta đã sử dụng remix 2 lần ngày thì chúng ta không nên phối hợp thêm SGLT. Vậy khi mà chúng ta phối hợp thêm SGLT thì nó sẽ làm gia tăng cái nguy cơ hạ đường huyết. Và khi hạ đường huyết thì bệnh nhân sẽ chống chế bằng cách là bệnh nhân ăn nhiều hơn để tránh cái nguy cơ hạ đường huyết đó xảy ra. Và chính vì vậy nó sẽ làm cho cái đường huyết của bệnh nhân khó kiểm soát và đồng thời á, nó sẽ làm gia tăng cái nguy cơ hạ đường huyết của bệnh nhân. Vậy thì để kiểm soát đường huyết cho bệnh nhân này á, thì chúng ta nên lựa chọn điều trị như thế nào? Thứ nhất là chúng ta tăng cái insulin remix đang dùng lên. Thứ hai là chúng ta chuyển qua các phác đồ benzoyl kết hợp với là thuốc chế Mendy 4. Thứ ba là chúng ta thêm cái thuốc ức chế kênh đồng bằng sodium glucose trong một hai hay là chúng ta thêm thuốc ức chế Mendy 4 để mà chúng ta kiểm soát cho bệnh nhân này. Thì trở lại cái phần mà trình bày đợt trước, chúng ta cũng biết rằng cái việc mà chúng ta phối hợp SGLT với metformin và cộng với insulin đó, nó cũng tác động qua thông qua đa cơ chế bình sinh. Thứ nhất là nó giảm được cái tình trạng đề kháng insulin khi chúng ta sử dụng metformin ở mô gan và mô ngoại vi. Thứ hai với là SGLT kết hợp insulin thì nó sẽ làm gia tăng nồng độ insulin trong máu, do đó nó sẽ làm gia tăng cái nguy cơ về hạ đường huyết cho bệnh nhân. Và một lưu ý mà khi chúng ta sử dụng SGLT kết hợp insulin là chúng ta chỉ sử dụng khi mà chúng ta chỉ sử dụng một mũi tiêm insulin trong ngày. Còn nếu chúng ta đã sử dụng nhiều mũi tiêm insulin trong ngày thì chúng ta không nên sử dụng SGLT kèm theo. Vậy thì mức độ an toàn của SGLT đối với lại cái vấn đề phối hợp với insulin và cũng như là cái metformin thì như thế nào? Thì người ta thấy rằng khi mà chúng ta sử dụng SGLT nó sẽ làm gia tăng cái nguy cơ tử vong chung lên 1,8 lần, tử vong nhân tim mạch lên 1,3 lần, và trong đó là triple may của chúng ta, tức là nhồi máu cơ tim không tử vong, đột quỵ không tử vong và tử vong nhân tim mạch thì nó tăng lên 1,3 lần. Và trong đó là nó sẽ tập trung vào những cái SGLT của cái thế hệ cũ, tức là cái tolbutamide hoặc là lenalidomide, trong khi những cái mới như Lisinopril thì nó lại ít bị ảnh hưởng hơn. Chúng ta qua cái phối hợp thứ hai là TZD cộng metformin. Thì đối với TZD và metformin nó cũng tác động trên cơ chế đề kháng insulin, và cái insulin chúng ta cho vào thì chúng ta sẽ giúp cho tăng nồng độ insulin trong máu và giúp cho kiểm soát đường huyết được nhiều hơn. Tuy nhiên nó cũng sẽ làm gia tăng cái nguy cơ về tăng cân và tăng nguy cơ về nhập viện suy tim khi chúng ta phối hợp TZD kết hợp với lại cái insulin để mà chúng ta điều trị kiểm soát đường huyết cho những bệnh nhân chúng ta.
Thì đây là những cái nghiên cứu người ta thấy rằng việc mà chúng ta sử dụng cái TGT kết hợp insulin á, nó sẽ làm gia tăng về cái nguy cơ về cái phù tăng cân và gia tăng về cái nguy cơ về nhập viện suy tim cho những bệnh nhân của chúng ta. Thì việc mà chúng ta sử dụng TGT kết hợp với insulin, thứ nhất nó có thể giúp cho chúng ta cải thiện A1C trung bình là khoảng 0,8%, có thể giảm được tổng lượng insulin khoảng 10-15%. Tuy nhiên nó sẽ làm tăng cân và phù và tăng nguy cơ về suy tim. Một cái phối hợp mà gần đây chúng ta thường hay sử dụng là phối hợp của thuốc ức chế MD4 kết hợp metformin và insulin. Thì chúng ta biết được rằng metformin nó cũng tác động vào cơ chế đề kháng insulin. Insulin thì chúng ta sẽ làm tăng nồng độ insulin máu. Đối với lại thuốc ức chế MD4 nó là một cái tác động thông qua hệ thống incretin, do nó sẽ kích thích tế bào beta tụy làm tăng tiết insulin và ức chế tế bào alpha tụy làm giảm tiết glucagon. Do đó nó sẽ làm giúp cho chúng ta làm giảm được cái tình trạng tăng đường huyết của nhóm bệnh nhân này của chúng ta thông qua hiệu ứng incretin. Vậy thì cái lợi ích của việc mà khi mà chúng ta phối hợp giữa cái insulin và D4 thì nó sẽ giúp cho chúng ta kiểm soát được đường huyết tốt hơn, giảm được cái nguy cơ về hại đường huyết, do chúng ta phải, nếu như chúng ta sử dụng đơn trị bằng insulin á, thì nó sẽ là tăng cái tổng lượng insulin khá là nhiều, và do đó nó sẽ làm tăng nguy cơ về tăng cân và tăng nguy cơ về hại đường huyết. Vậy thì việc mà chúng ta sử dụng một cái thuốc ức chế MD4 kết hợp vào tác động trên cái cơ chế incretin và giảm được vấn đề đề kháng insulin sẽ giúp cho chúng ta giảm nguy cơ hại đường huyết, giảm vấn đề về tăng cân, giảm tổng lượng insulin. Tuy nhiên á, cái dữ liệu và cái thông tin an toàn lâu dài á, tức là sử dụng lâu dài, thì hiện tại chưa có một cái công bố nào cho cái vấn đề này. Chủ yếu là những cái nghiên cứu ngắn ngắn hạn như là khoảng 2 năm 3 năm thôi. Vậy thì những cái phối hợp với lại thuốc chế MD4 với insulin á, thì ta thấy rằng việc mà chúng ta sử dụng thuốc chế MD4 kết hợp với insulin thì chúng ta sẽ giảm A1C trung bình là khoảng 0,5 cho đến 0,6% A1C so với là trước khi mà chúng ta sử dụng, và tổng lượng insulin có thể giảm trung bình là khoảng 10 cho đến 15% cái tổng lượng insulin trước đó cho những bệnh nhân chúng ta. Một cái nhóm thuốc thứ hai là thuốc chế tên đồng bọn sodium glucotransporter. Thì đối với metformin tác động đề kháng insulin, đối với SGLT2 nó sẽ tác động vào tác thu glucose ống thận, và insulin thì nó tăng nồng độ insulin máu. Vậy thì nó sẽ giúp do chúng ta kiểm soát được đường huyết tốt hơn. Thì những cái nghiên cứu của Whiting hoặc là Rosenthal thì cũng thấy được rằng việc mà chúng ta sử dụng chế SGLT2 thì chúng ta cũng giảm A1C trung bình là khoảng 0,6%, giúp cho chúng ta có thể giảm cân được khoảng trung bình là khoảng 3 kg và giảm được tổng lượng insulin trung bình là khoảng 10%. Tuy nhiên SGLT2 nó sẽ làm gia tăng nguy cơ về cái tăng cân và nhiễm trùng sinh gia tăng về cái nguy cơ nhiễm trùng nhiễm dục. Thì chúng ta trở lại cái ca lâm sàng này, thì chúng ta thấy bệnh nhân có những cái triệu chứng hạ đường huyết khi bắt đầu sử dụng Remix Alox 20 sáng 12 chiều 10 cộng với lại cái insulin sulfuria cộng với sulfuria, và bệnh nhân này có suy thận mạn eGFR 30 20 lít phút, thì chúng ta nên thay đổi phác đồ. Thì đầu tiên nhất là chúng tôi ngưng SGLT2 và vẫn sử dụng metformin với cái liều thấp hơn là sử dụng 850 mg ngày cộng với lại insulin remix Alox sáng 12 chiều 10, và chúng tôi theo dõi tiếp vấn đề tiếp của bệnh nhân. Thì kết quả là sau khi chúng tôi giảm liều, ngưng hẳn cái SGLT2 thì bệnh nhân vẫn còn những cái cơn hại đường huyết khi xảy ra, và quyết định là chúng tôi giảm cái liều insulin lại và thay insulin remix bằng cái insulin lạc là U300, là chúng ta sử dụng 14 đơn vị ngày và kết hợp với là một cái thuốc ức chế MD4 để kiểm soát đường huyết, trên là bệnh nhân đang sử dụng cái metformin liều 850 theo cái chức năng thận. Thì kết quả là sau thời gian 2 tháng điều trị thì chúng ta thấy rằng việc mà chúng ta phối hợp thêm cái insulin lạc kết hợp với lại beta-lipin thay cho cái insulin remix trước đó thì giúp cho chúng ta kiểm soát được đường huyết được của bệnh nhân tốt hơn. Thì sau 2 tháng thì đường huyết của bệnh nhân là 155, A1C bệnh nhân là 8,1%, sau ăn là khoảng 201 và eGFR của bệnh nhân cũng không thay đổi và bệnh nhân không còn những cái cơn hại đường huyết nặng trước đó, và cái insulin lạc của bệnh nhân được sử dụng tại nhà là khoảng 16 đơn vị mỗi ngày. Vậy thì chúng ta sẽ qua những cái phần thảo luận và những cái giải đáp thắc mắc của các anh chị trên những cái câu hỏi của Doherty trước đó, thì chắc nhờ anh Thắng coi tiếp ạ. Thì đây là một cái bệnh nhân á, là nam 58 tuổi. Chắc mình dừng lại cái ca lâm sàng trước. Không biết là anh Thắng có góp ý gì trong cái ca lâm sàng này không ạ? À, không, chắc nhờ Thuận đi tiếp cái câu ca lâm sàng của cái đợt trước gửi luôn đi. Đúng là Dạ, câu cái này. cái ca lâm sàng này là của một bác sĩ gửi qua. Thì đây là một bệnh nhân nam 58 tuổi, béo phì, với BMI là 29, tiền sử đáy đường 10 năm. Lối sống là ít tĩnh tại, ít vận động và ăn nhiều tinh bột, đang sử dụng insulin remix là sáng 20, chiều 15.
và được sử dụng cái Ambalgil là 12 mg mỗi 12,5 mg mỗi ngày, Metformin 2000 mg ngày, Atorvastatin 20 mg ngày. Xét nghiệm của bệnh nhân là đường huyết đói dao động từ 4.5 tới 9, A1C của bệnh nhân là 6.9 và hiện tại là 7.4%. Creatinine là 58 mmol micromol trên lít, tương đương là eGFR là trên 60 lít phút, và có cái LDL là 1.2 và triglyceride là 3.2, tiểu đạm âm tính và có siêu âm là có xơ vữa động mạch chi dưới. Thì câu hỏi của bạn này đặt ra là liệu rằng chúng ta sẽ hướng điều trị như thế nào cho bệnh nhân này tiếp theo. Vậy thì đầu tiên nhất để trả lời cho câu hỏi này á, thì mà các bạn muốn kiểm soát cái gì cho bệnh nhân này, thì nếu như các bạn gọi là chúng tôi đi trước là kiểm soát về cái đường huyết cho bệnh nhân này, thì mình phải đặt ra câu hỏi là cái mục tiêu đường huyết của bệnh nhân này đạt chưa. Thì như các anh chị đánh vô cái bảng thang điểm này á, thì chúng ta thấy đường huyết của A1C của bệnh nhân hiện tại là 7.4. Tuy nhiên cái đường huyết mà mong muốn của bệnh nhân này chúng ta muốn đạt được á, A1C chỉ cần 7,1 thôi. Vậy thì chúng ta chỉ cần giảm có 0,3% thôi là chúng ta có thể đạt được đối với lại cái ca lâm sàng này. Vậy thì chúng ta thấy đối với ca lâm sàng này, bệnh nhân có béo phì và đang sử dụng bằng cái insulin remix 2 lần ngày sáng 20 chiều 15, và bệnh nhân này có lối sống mà không được gọi là tuân thủ lắm, tức là ăn nhiều và ít vận động, và đang sử dụng hai cái thuốc khác kèm theo là metformin cộng với lại Ambalgil cũng là một cái thuốc giúp cho chúng ta giảm cân. Vậy thì để mà giảm được cái vấn đề này thì chúng ta đầu tiên nhất hỏi vấn đề tại sao bệnh nhân ăn nhiều. Ăn nhiều là do bệnh nhân hạ đường huyết hay vấn đề gì? Nếu như bệnh nhân này cho vấn đề về cái hạ đường huyết dẫn đến ăn nhiều thì chúng ta nên điều chỉnh lại cái liều cái insulin analog này lại trước để mà chúng ta tránh cái vấn đề về cái ăn quá quá nhiều của bệnh nhân, và chúng ta có thể giảm được cái tổng liều insulin lại thì nó có thể giúp cho bệnh nhân giảm được cái cân nặng nhiều hơn. Hoặc là nếu như trường hợp bệnh nhân này có điều kiện kinh tế tốt hơn thì chúng ta có thể xem xét là chúng ta chuyển cái insulin nền remix này chúng ta sang insulin nền kết hợp với đồng hồ G1 và metformin. Vậy thì chúng ta cũng biết được rằng đồng hồ G1 nó là một cái thuốc nó sẽ giúp cho chúng ta giảm cân khá là tốt. Vậy thì nếu như vấn đề kinh tế bệnh nhân này không có vấn đề nặng về kinh tế, không đặt nặng vấn đề kinh tế lắm, thì chúng ta có thể chuyển sang cái phác đồ này, thì nó cũng là một phác đồ lý tưởng cho bệnh nhân này để giúp cho chúng ta kiểm soát được đường huyết, tránh được cái vấn đề về cái giảm được cái vấn đề về béo phì cho bệnh nhân, và một phần đồng hồ G1 nó cũng sẽ ức chế cho bệnh nhân cảm giác thèm ăn, do đó bệnh nhân cũng ăn bớt lại nhiều hơn. Hoặc nếu như chúng ta chỉ cần giảm A1C chỉ có 0,3% thì chúng ta có thể cân nhắc xem xét thêm cái ức chế menu 4 kết hợp với là giảm liều cái insulin remix này lại. Tuy nhiên thì một lúc mà chúng ta thấy chúng ta phải sử dụng nhiều thuốc viên kèm theo trên một cái insulin remix á, thì nó cũng không phải là một cái lựa chọn quá tốt cho cái nhóm này. Thì nếu như trong đây thì đầu tiên nhất các anh chị nên hỏi lại cái vấn đề ăn uống là cái quan trọng nhất, và chúng ta điều chỉnh cái này trước, sau đó là chúng ta điều chỉnh tiếp cái insulin remix cho bệnh nhân. Và nếu như không đạt nữa thì chúng ta cân nhắc có thể sử dụng insulin nền hoặc đồng hồ G1 để với chúng ta điều trị để tránh được cái vấn đề về cái béo phì và cái hại đường huyết cho những bệnh nhân này, và cũng giảm được cái vấn đề về cái ăn uống của những bệnh nhân này. Thì không biết ý ý của anh Thắng như thế nào trên cái ca lâm sàng này đầu tiên. Chắc mình đi cái Thì ca lâm cũng sàng. để Dạ. thì cái này chắc cũng hoàn toàn đồng ý với bác sĩ Thuận. Thì đầu tiên thì mấy bạn sẽ thấy là cái HbA1c của bệnh nhân này á, là từ 6,9 cho đến 7,4%, và như vậy rõ ràng là khi cái đối với một cái người đái tháo đường mà mình thấy cái mức HbA1c mình nó gần 7% á, và mình coi cái đường huyết đói thì mình thấy là bệnh nhân này có khả năng là sẽ bị hạ đường. Cái thứ hai nữa thì nãy bác sĩ Thuận cũng đề cập và nhấn mạnh nhiều là bệnh nhân này là có cái thừa cân và béo phì, có cái ít vận động và ăn nhiều tinh bột. Thì mình biết điều trị đái tháo đường nó sẽ là gồm có kiềng ba chân, chế độ ăn, luyện tập thể lực và dùng thuốc. Có vẻ như ở đây mình tập trung, mình chú ý đến việc dùng thuốc nhiều mà mình chưa có nhấn mạnh đến cái tầm quan trọng của cái chế độ ăn cũng như là luyện tập thể lực. Nhưng đó mình chú ý là nếu mà mình dùng Remix 2 lần một ngày á, thì cái nguy cơ của bệnh nhân về cái chuyện là hạ đường huyết, về cái chuyện tăng cân nó cực kỳ là nó nhiều, và có khả năng là khi mà bệnh nhân dùng Remix như vậy, bệnh nhân có thể ăn ăn nhiều và như vậy nó cũng có thể làm nặng lên cái tình trạng tăng cân. Cái câu hỏi của bạn liên quan đến cái tê chân á, thì chúng ta biết là cái tê chân nó có nhiều cái nguyên nhân nó gây ra, nó có thể là liên quan tới cái biến chứng thần kinh của đái tháo đường, nó cũng có thể nó liên quan tới cái suy van tĩnh mạch sâu đối với những cái người mà thừa cân béo phì mà ít vận động như vậy.
Do đó một mặt thì mình phải đi tìm cái nguyên nhân, ví dụ như bên cạnh cái biến chứng thần kinh á, thì mình coi thử mình bệnh nhân này có cái biến chứng võng mạc gì hay chưa, có cái biến chứng thận gì hay chưa để mình coi. Cái thứ hai nữa là mình nên khám thì bệnh nhân có cái giảm cái cảm giác hay không để mình đánh giá cái biến chứng của bệnh nhân. Và với bệnh nhân này thì rõ ràng là mình thấy là cái kiểm soát đường tương đối là cũng tốt, trừ khi là cái đường nó dao động quá nhiều thì nó cũng có thể ảnh hưởng đến cái tình trạng tê chân của bệnh nhân. Xin hết, không biết là còn câu hỏi nào không ta? Cần có ý kiến gì thêm về ca này không? Dạ, thì đối với ca này thì giống như mình thấy đó, cái chính của bệnh nhân này là cái vấn đề về cái lối sống của bệnh nhân đó. Nó không được tốt, không có vận động và ăn nhiều dẫn đến cái béo phì. Và cái việc mà chúng ta chỉnh liệu insulin mix đó, trên ca này hầu như nếu chúng ta có tăng liều lên nữa thì khả năng chúng ta cũng có thể bị fail trong vấn đề về kiểm soát này. Vậy thì chúng ta nên tập trung vào vấn đề là chúng ta kiểm soát trước cái đường huyết của nhóm bệnh nhân này bằng cách là cái chế độ ăn và cái tập luyện thể dục trước, giống như anh Thắng nói đó. Và nếu như chúng ta đã đạt được hết những cái đó rồi thì chúng ta mới nghĩ tới cái vấn đề là chúng ta điều chỉnh cái liều insulin hoặc là những cái phác đồ điều trị khác thì nó sẽ hiệu quả hơn. Rồi thì cũng xin nhắc quý đồng nghiệp là ở cái phần trả lời thắc mắc này á, thì quý đồng nghiệp có thể gửi câu hỏi hoặc là cái tình huống lâm sàng trong phần bình luận ngay khi quý vị đồng nghiệp xem xong cái video bài giảng trên ứng dụng DocuT, hoặc là quý vị cũng có thể gõ vào trong cái chat box á, để có thể là chúng tôi sẽ ráng cố gắng giải quyết hết trong một cái buổi ngày hôm nay, hoặc là những cái câu hỏi nào mà còn tồn đọng lại thì chúng tôi sẽ gửi cho cái chuyên đề lần sau tiếp tục trả lời cho câu hỏi quý vị đồng nghiệp. Thì tiếp theo cái câu hỏi hồi nãy thì có một quý vị đồng nghiệp lần trước cũng hỏi về cái sử dụng cái insulin ở cái bệnh nhân có sử dụng corticoid, thì nhờ bác sĩ Thuận trả lời luôn ạ. Thì có một đồng nghiệp xin chia sẻ về cái chỉnh liệu insulin trên bệnh nhân đang sử dụng corticoid. Thì chúng ta cũng biết được rằng đối với lại những bệnh nhân mà chúng ta sử dụng corticoid nó sẽ làm gia tăng cái đường huyết cho những bệnh nhân chúng ta. Vậy thì khi mà bệnh nhân sử dụng corticoid thì các bạn chị nên chia bệnh nhân làm hai cái nhóm. Thứ nhất là cái nhóm mà bệnh nhân là sử dụng corticoid tác dụng trung bình ngắn như là methylprednisolone hoặc là prednisolone, và thứ hai là cái nhóm mà sử dụng corticoid tác dụng kéo dài như là dexamethasone hoặc là triamcinolone hoặc là betamethasone. Vậy thì chúng ta sẽ chẩn đoán cái vấn đề về tăng đường huyết do cọt, thì chúng ta sẽ theo dõi cái đường huyết. Và chúng ta cũng biết rằng việc mà chúng ta tăng đường huyết cho bệnh nhân sử dụng cọt á, đa phần á, là nó sẽ là tăng cái đường huyết sau ăn, và đặc biệt là sau ăn trưa hoặc là vào buổi chiều. Vậy thì chúng ta nên theo dõi cái đường huyết sau ăn để mà trưa và vào buổi chiều để chúng ta chẩn đoán cái vấn đề về tăng đường huyết do cọt huyết của bệnh nhân. Và nếu như chúng ta thấy đầu tiên nhất là cái đường huyết mà buổi sáng của bệnh nhân á, mà nếu dưới 200 á, thì chúng ta thấy nếu như chúng ta sử dụng corticoid trung bình, tức là tác dụng trung bình ngắn là methyl hoặc là prednisolone á, thì chúng ta có thể tiếp tục sử dụng những cái nhóm thuốc uống để chúng ta điều trị kiểm soát, trong đó là cái nhóm leptin hoặc là nhóm linic là nó tác dụng ngay cái đường huyết sau ăn, thì chúng ta sử dụng cho nhóm này và sử dụng tiếp metformin nếu không có chống chỉ định. Còn nếu như bệnh nhân này sử dụng những cái, hoặc là chúng ta có thể sử dụng cái nhóm mà SU tác dụng ngắn như là cái Liplazid mà không có dạng ME là 80 mg á, thì chúng ta có thể sử dụng cái loại đó để mà chúng ta kéo cái đường huyết khi mà sử dụng corticoid tác dụng trung bình này xuống. Còn nếu như bệnh nhân đang sử dụng corticoid tác dụng kéo dài thì chúng ta sẽ sử dụng cái nhóm leptin là tác dụng kéo dài, nhóm sulfur tác dụng kéo dài như là cái Liplazid MR, hoặc là chúng ta sử dụng linic mà 2 lần ngày để chúng ta kiểm soát cái đường sau ăn cho những bệnh nhân này và cái đường đói một phần. Và nếu như chúng ta thấy đường huyết trước ăn tối bệnh nhân vẫn còn tăng cao thì chúng ta sẽ kết hợp thêm cái insulin để điều trị. Và nếu như đường huyết của bệnh nhân mà chúng ta thấy là trên 200 á, thì chúng ta sẽ phân ra làm tác dụng glucocorticoid tác dụng kéo dài hoặc trung bình. Nếu như glucocorticoid kéo dài thì chúng ta biết rằng á, là nó tác động trong 24 giờ á, thì chúng ta sẽ ưu tiên lựa chọn cái insulin nền bằng cái lactulin hoặc là Dexamethasone, bởi vì nó ít đỉnh và nó tác dụng trong 24 giờ, do đó sẽ giúp cho chúng ta kiểm soát được đường huyết tốt hơn. Và chúng ta sẽ chỉnh liều mỗi 2 đến 3 ngày và mỗi lần chúng ta sẽ tăng khoảng 20% liều trước đó. Đối với lại cái thuật corticoid tác dụng trung bình á, thì chúng ta xem là bệnh nhân này dùng corticoid liều trung bình là 1 lần ngày, 2 lần ngày. Nếu dùng 1 lần ngày á, thì chúng ta sẽ sử dụng một mũi NPH, tức là insulin tác dụng bán chậm á, để mà chúng ta kiểm soát đường huyết cho bệnh nhân này.
và chúng ta tiêm cùng thời điểm với lại cái thời điểm mà dùng corticoid, và chúng ta cũng sẽ theo dõi đường huyết trước ăn tối. Nếu đường huyết vẫn còn tăng cao á, thì chúng ta sẽ tăng cái liều insulin buổi sáng này lên cho bệnh nhân, và chúng ta cũng hiệu chỉnh liều 20% mỗi 2-3 ngày. Còn nếu dùng 2 lần ngày thì chúng ta sẽ sử dụng 2 mũi MPH, và 2 mũi MPH này chúng ta sẽ chia sáng 2 phần 3 và chiều 1 phần 3 liều, và chúng ta cũng sẽ theo dõi đường huyết sáng chiều. Đường huyết buổi sáng thì chúng ta chỉnh liều insulin buổi chiều, còn đường huyết buổi chiều thì chúng ta chỉnh liều insulin buổi sáng, và cũng tương tự là chúng ta sẽ tăng giảm mỗi 20% tổng liều mỗi 2-3 ngày chúng ta theo dõi để mà chúng ta đạt được cái đường huyết như mong muốn. Thì không biết anh Thắng có góp ý gì cho cái phần về cái chỉnh liều hoặc là sử dụng cọc huyết, sử dụng cái kiểm soát đường huyết cho bệnh nhân sử dụng cọc huyết hay không? Thì cái này cũng chỉ xin nhấn mạnh một cái á, là khi mà chúng ta thấy bệnh nhân dùng corticoid thì chúng ta cần phải nắm được hai chuyện. Thứ nhất là bệnh nhân sử dụng corticoid loại nào, liều như thế nào, và cái thứ hai á, là cái thời gian sử dụng là bao lâu. Cái điều mà điều trị thì nãy giờ bác sĩ Thuận cũng đề cập rất là chi tiết, nhưng mà có một điều chúng ta cần phải chú ý á, là chúng ta phải biết cái thời gian bệnh nhân điều trị, cái liệu trình của bệnh nhân điều trị. Tại trong một số trường hợp bệnh nhân chỉ dùng có 3 ngày, 5 ngày, hoặc là bệnh nhân chỉ dùng một tuần để bệnh nhân giảm liều, hoặc là bệnh nhân ngưng sớm, thì khi mà chúng ta dùng insulin hoặc là chúng ta dùng thêm những cái thuốc hạ đường để chúng ta ổn định đường á, thì chúng ta cũng cần biết là khi mà bệnh nhân giảm liều hoặc ngưng thì bắt buộc chúng ta cũng phải xem xét và chúng ta giảm cái liều của cái thuốc mà chúng ta thêm vào, hoặc là insulin hoặc là thuốc uống, để tránh cái nguy cơ hạ đường cho bệnh nhân khi mà chúng ta ngừng cái corticoid. Tiếp theo thì có một cái câu hỏi của quý vị đồng nghiệp gửi về là bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 đang sử dụng thuốc viêm, ở đây là cụ thể là vidacriptin và metformin. Sau đó bệnh nhân bị nhiễm COVID-19, nhập viện điều trị với lại insulin, thì khi xuất viện có thể quay trở lại liều điều trị cũ hay không? Xin cảm ơn. Nhờ bác sĩ Thuận trả lời. Thì câu này của quý đồng nghiệp thì nếu như mà chúng ta coi cái sơ đồ về cái kiểm soát đường huyết nội viện mà ra ngoại viện của tác giả MBA vào năm 2011, cũng như là gần đây nhất của một cái tác giả là Barros Bacre, thì người ta thấy rằng nếu như mà những bệnh nhân mà đang kiểm soát đường huyết tốt bằng cái vidalitin kết hợp với lại metformin á, và chúng ta thấy á, là cái đường huyết mà trong vòng 3 tháng gần nhất của bệnh nhân trước khi nhập viện á, mà dưới 7%, thì khi xuất viện chúng ta sẽ tiếp tục điều trị bằng cái phác đồ điều trị tại nhà của bệnh nhân, chúng ta không cần điều chỉnh gì hết, ngoại trừ nếu như chúng ta thấy là bệnh nhân này ăn uống quá kém thì chúng ta có thể giảm liều lại để mà tránh cái vấn đề hạ đường huyết cho nhóm bệnh nhân này chúng ta, và chúng ta hẹn tái khám là sau 2 tuần để chúng ta điều chỉnh liều tiếp. Còn nếu không có những vấn đề đó thì chúng ta vẫn tiếp tục cái phác đồ cũ trước đó của bệnh nhân, nếu như bệnh nhân này không có chống chỉ định gì hết với những cái thuốc mà đang dùng hiện tại. Còn nếu A1C mà trong vòng 3 tháng nay á, là từ 7 tới 9%, thì khi mà bệnh nhân xuất viện, nếu như bệnh nhân này chưa sử dụng insulin nào trước đó thì chúng ta nên cân nhắc là chúng ta nên thêm một mũi insulin nền, với tổng liều insulin nền là khoảng 50% cái tổng liều insulin nền trong khoảng thời gian bệnh nhân nằm viện. Giả sử như trong thời gian nằm viện bệnh nhân đang sử dụng cái tổng liều insulin là remix đi, là chúng ta thấy là tổng liều insulin remix 20 đơn vị, thì chúng ta coi như nền nó khoảng là 50%, thì là khoảng 10 đơn vị, thì về xuất viện chúng ta có thể khởi trị bằng cái 6 hoặc 8 đơn vị insulin nền bằng cái Lagrin hoặc là Levemir cho bệnh nhân, hoặc là cái MPH, và kết hợp với là thuốc viêm hiện có của bệnh nhân. Còn nếu như xuất viện mà bệnh nhân này có A1C trên 9% á, thì chúng ta sẽ có thể cân nhắc sử dụng insulin remix 2 lần ngày hoặc 3 lần ngày, hoặc đôi khi chúng ta cần phải sử dụng phác đồ basal để điều trị. Còn nếu như trước đó mà bệnh nhân này chỉ sử dụng thuốc uống đơn thuần thôi và có A1C cao, và trong thời gian nằm viện á, chúng ta đang sử dụng insulin á, với cái tổng liều insulin nó dưới 0.6 đơn vị á, một ngày á, thì chúng ta có thể cân nhắc là chúng ta sử dụng thuốc uống và thêm một mũi insulin nền. Còn nếu như với tổng liều insulin mà nó cao hơn 0.6 đơn vị thì chúng ta nên cân nhắc là chúng ta nên sử dụng là 2 mũi remix một ngày kết hợp với thuốc uống, hoặc đôi khi chúng ta có thể cân nhắc và sử dụng luôn cái phác đồ basal kết hợp với lại cái thuốc uống để mà kiểm soát đường huyết cho nhóm bệnh nhân của chúng ta. Thì không biết cái góp ý của anh Thắng có gì khác trong 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 cái vấn đề này không ạ? Không, cũng đồng ý với bác sĩ Thuận. Thì bây giờ chúng ta cũng còn rất là nhiều cái câu hỏi của quý vị đồng nghiệp gửi qua cái chat box hoặc là qua cái phần bình luận ở trong DocuT, thì tôi xin đọc một số câu hỏi và nhờ bác sĩ Thuận trả lời luôn. Là mình sử dụng app nào để tính mục tiêu HbA1c cho mỗi bệnh nhân? Trong cái bài của bác sĩ Thuận có đề cập tới cái mục tiêu HbA1c á,
Thì có câu hỏi liên quan tới cái việc sử dụng app để mình tính cái mục tiêu HB1C, nhà bác sĩ Thuận trả lời. Mình có thể sử dụng cái app hoặc là các anh chị có thể lên Google, các anh chị gõ luôn cũng được nữa. Cái ghi HB1C calculator hoặc là Và các bạn bạn vô cái trang này, thì trong này nó sẽ cho mình là cái thông số, mình chỉ cần điền hết trong đây thôi, như là nguy cơ hạ đường huyết bệnh nhân này đánh giá là nguy cơ nào, các chị dựa theo cái ADA thời gian sống còn của bệnh nhân còn dài hay ngắn, ở đây nó có bảng ha, từ thấp trung bình cao, thời gian dài ngắn, có bệnh lý kèm theo là một bệnh lý, hai cái bệnh lý kèm theo, đã có biến chứng mạch máu lớn hoặc mạch máu nhỏ là một hay hai biến chứng, thời gian đái tháo đường bao nhiêu năm, thì sau khi các anh chị và A1C hiện tại là bao nhiêu, sau khi anh chị hoàn tất hết cái này thì nó sẽ tự động nó sẽ tính cho các anh chị, giả sử như cái này mình đánh là nguy cơ trung bình, thời gian sống còn dài, bệnh lý là mới có một bệnh động mắt, chưa có biến chứng, thời gian đái tháo đường năm 20, chúng ta cho A1C là 9% đi, thì nó sẽ tính là cái mục tiêu A1C trên bệnh nhân này là chúng ta nên mong muốn đạt được là 6,8%. Thì hiện tại chúng ta có 9%, đang 9% thì chúng ta cần phải giảm 2,2% thì chúng ta mới đạt được như mong muốn. Thì đây là một trong những cái app mà chúng ta có thể tính nhanh được cái mục tiêu A1C trên những bệnh nhân của chúng ta. Cảm ơn bác sĩ Thuận. Thì có một cái câu hỏi là xin hỏi về máy theo dõi đường huyết qua da không có lấy máu, xin chia sẻ kinh nghiệm. Đối với lại cái máy theo dõi đường huyết qua da mà không lấy máu á, thì nó hiện tại của chúng ta nó có hai cái nguồn của công ty nhập về, một là của cái Medtronic, hai là của cái Abbott là của Libre. Thì chúng ta biết được đối với lại cái Libre á, thì nó về khá là nhiều á, và nó khá là thuận lợi để cho chúng ta sử dụng. Thì chúng ta sẽ cấy một cái đầu sensor bên trên cái mặt da và chúng ta sẽ có một cái đầu độc, một cái đầu độc để chúng ta biết được cái chỉ số đường huyết. Và khi nào bệnh nhân muốn biết được cái chỉ số đường huyết thì bệnh nhân sẽ đưa cái đầu độc nó lên để mà chúng ta đọc cái chỉ số đường huyết đó. Hoặc là nếu như bệnh nhân có sử dụng những thiết bị điện thoại di động thông minh như của iPhone á, thì nó có một cái app để mà chúng ta sử dụng cái iPhone đó xem như là cái đầu độc để mà chúng ta đọc cái mức đường huyết. Thì bất kể thời điểm nào bệnh nhân muốn đọc á, thì bệnh nhân sẽ áp cái thiết bị điện thoại đó lên và để bệnh nhân đọc được cái chỉ số đường huyết. Và nếu như bệnh nhân scan càng nhiều cái dữ liệu đường huyết trong ngày á, thì nó sẽ cho chúng ta được một cái biểu đồ đường huyết được đầy đủ hết để mà chúng ta không cần phải thử đường mông mạch. Thay vì chúng ta phải thử 7 lần ngày thì chúng ta có thể đặt lên chúng ta scan 7 lần thôi, để tránh trường hợp là bệnh nhân phải đâm kim thử máu 7 lần thì bệnh nhân đau. Một cái khác là bệnh nhân có một cái loại khác là chúng ta sử dụng cái real time của cái CGM, tức là nó cấy một cái đầu dò, một cái sensor vô đây. Và chúng ta sẽ sau khi kết thúc 7 ngày thì chúng ta sẽ trích xuất cái dữ liệu đó ra. Vậy thì nó sẽ đo đường huyết liên tục tất cả các thời điểm trong ngày của chúng ta. Vậy thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể phát hiện được cái hạ đường huyết về đêm được tốt hơn. Và khi mà chúng ta có được cái biểu đồ đường huyết đầy đủ như vậy, thì chúng ta sẽ có cái kế hoạch kiểm soát được đường huyết cho những bệnh nhân của chúng ta được tốt hơn. Thì cũng xin chia sẻ một số cái ý kiến thêm á, là cũng cần biết là cái theo dõi cái đường huyết liên tục như vậy á, thì thường người ta theo dõi đường huyết của mô kẽ chứ không phải là theo dõi đường huyết của mạch máu. Do đó chúng ta sẽ thấy là cái đường huyết của mô kẽ thường nó sẽ có một cái độ trễ hơn so với cái đường huyết thực sự của bệnh nhân. Và đó là cái mà chúng ta cần chú ý khi mà chúng ta theo dõi cái chỉ số. Chúng ta thường chúng ta coi cái khuynh hướng và chúng ta phát hiện sớm những cái cơn hạ. Hoặc chúng ta phát hiện những cái cơn hạ đường về đêm khi mà bệnh nhân ngủ á, thì đó là lợi ích. Và khi mà mình sử dụng, tại vì thấy bạn hỏi là ở ICU á, thì cũng nhấn mạnh là khi mà chúng ta sử dụng ở nội trú á, thì mấy bạn cũng chú ý là nếu mà bệnh nhân phải đi chụp MRI hay gì á, thì chúng ta cũng sẽ phải lấy cái máy đó ra. Nếu mà chúng ta đang gắn thì mình phải gắn lấy cái máy ra để tránh bị cái ảnh hưởng tới cái kết quả. Bây giờ có thêm một cái câu hỏi là xin cập nhật giúp phối hợp insulin và thuốc uống nào phù hợp cho bệnh nhân đái tháo đường mắc COVID. Dạ, nếu như gọi là cái bệnh nhân mà đái tháo đường và mắc COVID á, thì hầu như cái điều trị mà thuốc uống mà chúng ta phối hợp á, thì cái mà được khuyến cáo và được an toàn cho thời điểm hiện tại là chúng ta sử dụng thuốc chế Medi4. Bởi vì ngay cả metformin mà trong giai đoạn mà COVID mà bệnh nặng đi,
thì nó sẽ làm giảm giảm oxi mô, nó có thể làm gia tăng những axit lactic. Trong giai đoạn bệnh nặng sắp men thì chúng ta cũng không thể nào sử dụng thuốc chế SGLT2, đồng bọn G1 thì nó cũng chưa có được những cái nghiên cứu rõ ràng. Vậy thì chúng ta sẽ thấy cái an toàn nhất của chúng ta là thuốc chế menin 4, còn những cái thuốc thế hệ cũ như là cái SGLT2 thì nó sẽ, thứ nhất là nó sẽ làm gia tăng cái nguy cơ về hại đường huyết, và thứ hai á, là bệnh nhân trong giai đoạn đó thì bệnh nhân ăn uống nó cũng rất là khó khăn. Những bệnh nhân khó thở rồi đó, các anh chị sẽ thấy hầu như không ăn được nhiều, vậy thì nó sẽ dễ bị hại đường huyết nhiều hơn nữa. Vậy thì một trong những cái phối hợp với insulin mà chúng ta có thể cân nhắc sử dụng á, là thuốc chế menin 4. Vậy thì trong cái lưu đồ mà kiểm soát cái đường huyết trên bệnh nhân COVID á, thì người ta cũng chia ra làm ba cái mức đường huyết khác nhau. Thứ nhất là bệnh nhân có cái mức đường huyết ở mức độ nhẹ, tức là đường huyết ở mức là mà dưới 200, ở mức độ trung bình là từ 200 tới 300, và ở mức độ nặng là trên 300. Vậy thì nếu như ở bệnh nhân ở mức độ trung bình á, ở mức độ nhẹ dưới 200 thì chúng ta có thể sử dụng đơn đơn thuần bằng một thuốc chế menin 4, và nếu như nó không đạt thì chúng ta có thể phối hợp thêm cái insulin nền cho điều trị cho bệnh nhân, và nếu như không kiểm soát được thì chúng ta có thể sliding care bằng cách là chúng ta sử dụng insulin nhanh, short insulin á, như là cái Lipro hoặc là cái Aspart đó, để mà chúng ta kéo cái đường huyết tăng cao đó của bệnh nhân xuống. Còn nếu như mà bệnh nhân đang sử dụng cái nếu như bệnh nhân có cái đường huyết ở mức độ trung bình, tức là từ 200 tới 300, thì chúng ta sẽ sử dụng cái ức chế menin 4 kết hợp với lại cái insulin nền. Và nếu như cũng tương tự vậy, chúng ta theo dõi đường, và nếu đường của bệnh nhân có thể tăng cao thì chúng ta sẽ sliding scale bằng cách là chúng ta correction thêm một mũi insulin tác dụng nhanh ngay tại thời điểm đó để kéo đường xuống. Và nếu như chúng ta theo dõi trong một ngày hai ngày không đạt thì chúng ta có thể chuyển vào cái phác đồ basal bolus. Còn đối với lại cái nhóm mà bệnh nhân đang sử dụng có cái đường huyết tăng ở mức độ ca nặng á, tức là trên 300, thì chúng ta sẽ sử dụng phác đồ basal bolus. Còn nếu như bệnh nhân tăng đường huyết mà do tăng đường huyết và nặng mà nguy kịch, giống như là có những cái hôn mê tăng ẩn thấu hoặc là hôn mê nhiễm seton, thì hoặc là bệnh nhân có cái tình trạng huyết lượng không ổn định như có tụt huyết áp, hoặc là sử dụng cọc huyết mà chúng ta kiểm soát đường huyết không đạt được mục tiêu khi mà chúng ta điều trị insulin bằng tiêm dưới da rồi đó, thì khi đó bắt buộc những trường hợp đó chúng ta phải sử dụng cái insulin đường truyền tĩnh mạch liên tục để mà chúng ta kiểm soát đường huyết cho những bệnh nhân đó. Xin anh Thắng cho thêm ý kiến trong vấn đề này. Thì cảm ơn bác sĩ Thuận. Thì cái câu hỏi của bạn là liên quan tới cái việc mà chúng ta có thể dùng thêm cái thuốc gì phối hợp với insulin hay không, thuốc uống gì hay không. Thì chúng ta cũng cần chú ý rằng là đối với những cái thuốc mà bệnh nhân đang sử dụng, hồi nãy bác sĩ Thuận cũng đề cập kỹ á, là đối với lại bệnh nhân COVID thì chúng ta dùng SU á, tức là sulfonylurea, thì chúng ta có thể làm tăng cái nguy cơ hạ đường. Cho nên nếu mà chúng ta đã dùng cái insulin rồi, và đặc biệt bệnh nhân nội trú rồi á, thì có thể là cái nhóm SU chúng ta sẽ phải ngưng. Cái metformin á, thì nếu như mà tình trạng bệnh nhân nặng thì chúng ta cũng không sử dụng. Đối với những cái bệnh nhân nhẹ thì chúng ta có thể chúng ta sử dụng được, với điều kiện là chúng ta phải coi thử là bệnh nhân ăn uống như thế nào, bệnh nhân có cái tổn thương thận hay không. Tại vì chúng ta biết là nếu mà bệnh nhân bị suy thận cấp vân vân thì chúng ta dùng metformin đối với những người như vậy thì nó sẽ làm tăng cái nguy cơ nhiễm axit lactic. Một cái thứ ba nữa là cái nhóm ức chế D4 thì tương đối được coi là sử dụng an toàn. Còn cái nhóm mà ức chế SGLT2 á, thì chúng ta cũng thận trọng, là bởi vì có khả năng là bệnh nhân là sẽ vô cái tình trạng là mất nước hoặc là nhiễm toan seton. Do đó đối với những cái bệnh nhân mà ở cái mức độ COVID trung bình và nặng thì chúng ta không nên sử dụng. Có một cái câu hỏi của bác sĩ Thuận là liên quan tới cái nhắc tới cái thuốc uống phối hợp insulin có cải thiện tiên lượng cho bệnh nhân đái tháo đường. Xin nghe giải thích thêm. Thì trong lúc chờ đợi bác sĩ Thuận chuẩn bị cho cái câu hỏi này á, thì tôi cũng sẵn có một cái câu hỏi liên quan tới cái máy đo đường huyết liên tục, là hỏi cái giá thành và có bị kích ứng da hay không. Đối với những cái bệnh nhân tiếp 1 trẻ thì cái việc hoạt động thể lực có bị rớt ra hay không, thì câu này tôi xin trả lời nhanh. Đó là cái giá thành của tùy vào cái thiết bị mà chúng ta dùng, nhưng mà trung bình là khoảng 1,6 cho tới gần 2 triệu, 1,7 triệu đối với một cái thiết bị, ví dụ như của cái Libre á, và chúng ta dùng được trong 2 tuần. Còn đối với trong cái Medtronic thì có thể chúng ta chỉ dùng được trong 7 tới 10 ngày thôi. Và đúng là có một số ít trường hợp bị kích da, nhưng mà khi bệnh nhân bị kích ứng da thì có thể là nếu mức độ nhẹ thì không có vấn đề gì, mà nếu mức độ nặng thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải tháo ra. Và đối với những cái thiết bị mà đo đường huyết liên tục á, thì thường người ta có cái cách để người ta giúp chúng ta ngừa được cái chuyện là
chúng ta khi mà vận động thể lực thì thường ít bao giờ mà bị rớt á, nhưng mà đối với những cái người mà hay ra mồ hôi nhiều, vận động nhiều mà ra mồ hôi á, nó có thể làm cho cái nó bị trượt ra, thì người ta cũng có một số cái người ta hướng dẫn cho chúng ta, ví dụ như là chúng ta phải ở cái vùng da khô như vâng, tại khi tập thể dục thì chúng ta sẽ lau khô cái vùng da ở chỗ đó. Thì chắc nhờ bác sĩ Thuận trả lời về cái việc mà phối hợp thuốc uống với insulin. Về cái phối hợp thuốc uống với insulin á, thì nếu như các anh chị muốn hỏi về cái cải thiện về cái tiên lượng á, thì chưa biết các anh chị muốn hỏi về cải thiện về tiên lượng gì. Nếu như chúng ta nói là để cải thiện về cái tiên lượng sống còn, cải thiện về những cái tiên lượng biến chứng của mạch máu lớn hoặc là tim mạch hoặc là suy thận á, thì chúng ta cũng biết rằng hiện tại thì chúng ta chỉ có hai cái nhóm thuốc là nó có cái outcome trên tim và thận là tốt, là thứ nhất là GLP-2 và thứ hai là đồng GLP-1. Thì nếu như chúng ta sử dụng một trong hai cái nhóm thuốc đó kết hợp với insulin thì nó cũng có cái lợi thế là nó giảm được cái tình trạng đề kháng insulin và nó cũng giảm được cái tổng lượng insulin, giảm được cái vấn đề về cái béo phì. Và ngoài qua ra thì nếu như trong trường hợp mà những bệnh nhân này thuộc nhóm nguy cơ cao của tim mạch á, hoặc là những bệnh nhân mà có cái vấn đề về suy thận hoặc tiểu đạm á, thì SGLT2 nó sẽ cái đóng vai trò quan trọng là nó sẽ giúp cho chúng ta cải thiện, giảm được cái nguy cơ về vấn đề về tim mạch và cái suy thận cho nhóm bệnh nhân này của chúng ta. Và đối với lại đồng GLP-1 thì nó cũng đã có từ những cái nghiên cứu Leader, nghiên cứu Pioneer, nghiên cứu DEWY hoặc Harmony, thì nó cũng chứng minh là đối với lại đồng GLP-1 nó cũng làm giảm được cái nguy cơ về biến cố bệnh lý tim mạch sơ vữa cho bệnh nhân và nó cũng giảm được cái đàm nhiễu cho nhóm bệnh nhân này. Thì nếu như chúng ta coi về cái outcome, về cái tiên lượng về cái vấn đề bệnh lý tim mạch và thận á, thì chúng ta khi phối hợp insulin thì chúng ta có thể cân nhắc hai cái nhóm thuốc này để sử dụng. Tuy nhiên thì làm gì làm thì những cái thuốc nó đều có những cái tác dụng phụ và những cái không mong muốn gì, thì chúng ta phải coi là bệnh nhân của chúng ta có dung nạp được với những cái thuốc đó hay không. Nếu dung nạp được thì và bệnh nhân có kinh tế, có kinh phí thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Còn nếu không dung nạp được thì chúng ta phải chuyển vào cái nhóm thuốc khác để mà chúng ta điều trị cho những bệnh nhân của chúng ta. Có một cái câu hỏi cũng hơi lạ nhờ bác sĩ Thuận coi kỹ ha, là có một cái bệnh nhân đang sử dụng Novomic sáng 28 đơn vị và chiều 22 đơn vị, kèm với một mũi insulin nền 30 đơn vị vào buổi tối, kèm theo lại cái metformin phối hợp với vidacliptin 50 850 mg sáng 1 chiều 1. Đường huyết của bệnh nhân thì ổn định, nhưng mà khi bỏ cái insulin nền á, thì đường huyết lại tăng trên 180. Xin hỏi có thể kết hợp giữa cái insulin hỗn hợp và insulin nền được không? Xin cảm ơn. Nếu như mà mình kết hợp giữa cái insulin hỗn hợp 2 lần ngày rồi cộng thêm một cái insulin nền á, thì nó không có một cái khuyến cáo nào cho cái vấn đề điều trị giống vậy hết. Nếu như một khi mà chúng ta đã quyết định chúng ta đã sử dụng 3 mũi như vậy thì chúng ta nên cân nhắc chúng ta có thể chuyển vào cái phác đồ basal bolus, tức là chúng ta có thể sử dụng một mũi insulin nền kết hợp với lại cái 2 mũi hoặc là 3 mũi insulin nhanh trước các bữa ăn cho những bệnh nhân của chúng ta thì nó sẽ phù hợp hơn. Lý do tại sao cái này nó có thể làm ổn định được đường huyết mà khi bỏ thì nó có thể làm tăng cái insulin, tăng cái đường huyết đó của bệnh nhân lên, có thể là cái tổng lượng insulin nền của bệnh nhân này nó cần cao. Vì trên những ca này chúng ta có thể xem xét là chúng ta chuyển vào cái insulin nền đó, thì chúng ta phải tính cái tổng lượng insulin nền nó thể cao hơn so với lại cái mức mà 50-50. Có thể là tổng lượng insulin nền cho những ca này khi chúng ta chuyển vào basal bolus chúng ta có thể đạt được khoảng 60% nền. Và còn lại 40% còn lại chúng ta sẽ là nhanh trước các bữa ăn. Thì ví dụ như trường hợp như ca này chúng ta thấy là đang xài với cái tổng liều là 50 cộng 30 là 80 đơn vị á, thì khởi đầu cho một cái phác đồ basal thì mình có thể lựa chọn là cái nền là khoảng 40 đơn vị và cái nhanh trước các bữa ăn là khoảng 14 đơn vị, và chúng tôi theo dõi đường huyết và sẽ điều chỉnh lại thì nó phù hợp với phác đồ hơn. Chứ nếu như hỏi mà cái remix 2 lần ngày cộng thêm nền đó, thì có vẻ nó không có thêm một cái khuyến cáo nào hết. Tuy nhiên thì sai thì cũng không ai nói mình sai gì hết, nhưng mà nhìn nó không phù hợp với bất kỳ một cái khuyến cáo nào hết thì chắc chắc cũng không có được ai ai recommend nhiều cho cái chuyện này. Thì theo em là như vậy, không biết ý anh Thắng như thế nào. Thì chắc cũng đồng ý với bác sĩ Thuận hoàn toàn luôn, là chúng ta thấy là vừa chúng ta vừa dùng cái premix 2 lần rồi mà chúng ta lại thêm một cái mũi nền nữa, thì cái khả năng chồng liều nó rất là cao. Và có thể là ở cái giai đoạn này bệnh nhân vẫn còn khỏe, bệnh nhân vẫn ổn định, nhưng mà khi mà bệnh nhân có một cái bệnh lý gì khác đi kèm á, hoặc là bệnh nhân có nhiễm trùng vân vân phải nhập viện á, thì chúng ta sẽ thấy cái nguy cơ hạ đường của bệnh nhân rất là cao, bởi vì nó chồng liều của cái insulin.
Do đó thì cũng đồng ý với bác sĩ Thuận thì chúng ta phải coi lại thử cái, thứ nhất là chúng ta coi thử cái cách chích của bệnh nhân nó có phù hợp hay chưa, chúng ta coi lại cái ăn uống của bệnh nhân như thế nào, chúng rồi kế tiếp là chúng ta mới điều chỉnh lại cái liều cho nó phù hợp theo như bác sĩ Thuận đã đề cập. À, tránh là chúng ta dùng những cái loại khác nhau như vậy thì nó cũng có thể làm tăng cái nguy cơ của cái chồng liều cho bệnh nhân. À, có một cái câu hỏi kế tiếp liên quan tới cái việc mà bệnh nhân ung thư hạch đang sử dụng corticoid, hiện đang sử dụng metformin với lại sitagliptin 100 1000 mg, mức đường huyết sáng chiều đều trên 300 mg trên decilit, xin bác sĩ cho kinh nghiệm phối hợp thêm insulin. Dạ, thì giống như cái lưu đồ mà hồi nãy cho các anh chị coi và sử dụng cái kiểm soát đường huyết cho bệnh nhân sử dụng corticoid đó, thì trên ca này chúng ta sẽ thấy là cái đường huyết của bệnh nhân là trên 200 rồi, vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ có chỉ định là chúng ta sẽ add on thêm cái insulin cho nhóm bệnh nhân này. Thì câu hỏi tiếp theo chúng ta đặt ra là cái corticoid của chúng ta dùng là loại nào, loại tác dụng ngắn hay là tác dụng kéo dài. Nếu là loại tác dụng trung bình á, thì chúng ta coi tiếp là chúng ta dùng một lần hay hai lần ngày. Thì đặc biệt nếu như những trường hợp này đa phần là các anh chị sẽ sử dụng cái methylprednisolone á, thì nếu methylprednisolone là nó sẽ vào tác dụng trung bình, và nếu như chúng ta sử dụng một lần ngày á, thì chúng ta sẽ sử dụng một mũi MPH vào cùng cái thời điểm sử dụng cái methylprednisolone này kết hợp với thuốc uống hiện tại của bệnh nhân, và chúng ta sẽ tính tổng liều của nó bằng cách là nếu như bệnh nhân này sử dụng là cái liều tương đương prednisone trên 40 mg á, thì chúng ta sẽ lấy là MPH là 0.4 đơn vị, 30 mg là 0.3, 20 mg 0.2 và 10 mg là 0.1 đơn vị MPH. Thì nếu như là cái đó là cho chúng ta dễ tính nhất. Thì nếu trường hợp này là chúng ta giả sử như ca này các anh chị đang sử dụng là methylprednisolone là 32 đơn vị, tức là tương đương là 40 mg prednisolone, thì chúng ta sử dụng 0.4 đơn vị MPH. Và nếu trường hợp mà chúng ta thấy cơ địa của bệnh nhân này là cơ địa dễ nhạy cảm với insulin, dễ có nguy cơ hạ đường huyết, như thứ nhất là lớn tuổi, thứ hai là có suy thận, và thứ ba là có những cái tiền sử hạ đường huyết gì trước đó, thì chúng ta có thể khởi đầu cái liều nó khoảng thấp hơn khoảng 30%, chúng ta có thể khởi đầu bằng 0.2 cho đến 0.3 đơn vị cái MPH, và chúng ta sẽ theo dõi đường huyết vào buổi trưa buổi chiều của bệnh nhân và buổi sáng hôm sau để chúng ta coi, để chúng ta điều chỉnh liều tiếp, và thường cứ khoảng 2 đến 3 ngày chúng ta sẽ tăng giảm liều khoảng 10 tới 20% một lần cho đến khi mà chúng ta đạt được cái mức đường huyết mong muốn của chúng ta với cái liều insulin tối ưu. Còn nếu như trường hợp mà bệnh nhân này sử dụng hai lần ngày thì như nãy cũng nói là chúng ta có thể sử dụng các MPH hai mũi một ngày sáng chiều cùng với là cái thời điểm sử dụng corticoid. Còn nếu đang sử dụng ca này là các anh chị không sử dụng methyl mà các anh chị sử dụng Desa, thì chúng ta cũng sẽ sử dụng cái insulin nền bằng cái analog như là cái Lacrin hoặc là cái Levemir để mà chúng ta điều trị. Thì đối với lại cái đó thì chúng ta cũng tính cái tổng liều cũng tương tự giống như cái tổng liều chúng ta sử dụng KMPH dựa vào cái quy đổi của cái corticoid tương đương với lại liều prednisolone. Yeah. Muốn ý kiến của anh Thắng như thế nào? Yeah. Cũng đồng ý bác sĩ Thuận, thì cũng nhắc lại cho mấy anh chị nhớ hơn là chúng ta biết là khi mà cái ung thư hạch đang sử dụng corticoid thì bắt buộc chúng ta phải biết được cái liệu trình điều trị là bao lâu và cái liệu trình giảm liều như thế nào, để khi mà chúng ta ổn định đường á, thì cái phác đồ của chúng ta cũng phải thay đổi theo với là cái liệu trình điều trị corticoid, tránh cái nguy cơ hạ đường. Thì có một cái câu hỏi liên quan tới có nhiều thông tin và quan điểm về sử dụng insulin sớm trong điều trị đái tháo đường, xin được cập nhật thêm hướng dẫn về vấn đề này. Xin nhờ bác sĩ Thuận luôn. Dạ. Hiện tại thì chúng ta thấy được những cái sử dụng cái thuốc tiêm đi, mình đang nói về insulin, mình nói thuốc tiêm đi. Thì 2 năm gần đây đối với ADA á, khi mà người ta điều trị bằng những cái thuốc viên từ 2 thuốc trở lên mà nó thấy không đạt được mục tiêu điều trị thì người ta sẽ thêm cái thuốc tiêm. Thì cái thuốc tiêm đầu tiên nhất người ta sẽ lựa chọn á, thì người ta ưu tiên lựa chọn hơn là cái 2 năm gần đây là cái đồng G1. Nó để thứ nhất là nó giúp cải thiện được tình trạng đề kháng insulin và nó cũng giúp cho chúng ta ổn định được đường huyết. Nó giống như một cái bước đệm trước khi mà chúng ta sử dụng insulin á. Và nếu như trường hợp mà chúng ta sử dụng sớm thì nó sẽ mang được lợi ích nhiều hơn và nó hiệu quả hơn. Còn nếu như trường hợp mà chúng ta để tới trễ quá chúng ta mới sử dụng đồng bằng G1, hầu như nó sẽ không có hiệu quả khi bắt đầu chúng ta khởi trị bằng thuốc tiêm nữa. Và khi đó bắt buộc chúng ta sẽ sử dụng insulin mới là cái vũ khí quan trọng để chúng ta giảm được cái đường huyết cho bệnh nhân. Vậy thì tại sao mà người ta thấy là người ta quan điểm người ta muốn sử dụng insulin sớm? Bởi vì người ta thấy là người ta muốn bảo tồn cái chức năng tế bào beta tụy được nhiều hơn cho những cái nhóm bệnh nhân đó.
Tuy nhiên thì cái chuyện gì cũng vậy, nó vẫn là con dao hai lưỡi. Do đó các anh chị sử dụng insulin thì các anh chị phải theo dõi chặt và phải hướng dẫn bệnh nhân cách theo dõi những cái triệu chứng hạ đường huyết và hướng dẫn chế độ ăn cho phù hợp. Đặc biệt nhất là những bệnh nhân khi mà sử dụng insulin mà remix 2 lần ngày hoặc 3 lần ngày gì đó, thì những insulin nó là cố định đó, thì bắt buộc các anh chị phải hướng dẫn bệnh nhân một cái chế độ ăn nó cụ thể, thì tránh trường hợp mà bệnh nhân ăn nó hơi lung tung đó, thì các anh chị chỉnh liều hơi khó và khi đó các anh chị điều chỉnh liều không phù hợp nó có thể tăng cái nguy cơ hạ đường huyết của những bệnh nhân của chúng ta. Thì do đó thì mình nên cân nhắc cái vấn đề về lợi ích khi mà chúng ta bắt đầu sử dụng insulin cho nhóm bệnh nhân này. Thì không biết ý anh Thắng như thế nào? Chắc cũng đồng ý với bác sĩ Thuận. Thì bây giờ chúng ta có một cái câu hỏi kế tiếp là bệnh nhân nam 70 tuổi có đường huyết là 500 mg trên decilit và cái huyết áp là 220 trên 100 mm thủy ngân, không có triệu chứng tăng áp lực thẩm thấu và cetone, đang được điều trị với mix tạ sáng 20 chiều 10 Coveram, không biết liều là một viên metformin 850 và subunit urea, tức là cái nhóm tiglazid 30 mg một viên. Như vậy đối với đường huyết và huyết áp như vậy thì mình xử trí thế nào cho hiệu quả? Thì bác sĩ Thuận luôn. Nếu như mà chúng ta thấy một bệnh nhân mà vừa có tăng đường huyết vừa có huyết áp, thì câu hỏi đầu tiên mình đặt ra là thứ nhất là cái chức năng thận bệnh nhân là như nào, có đang bị suy thận nặng hay không là chuyện thứ nhất. Cái thứ hai là liệu rằng cái tăng đường huyết và huyết áp này nó có đi chung với nhau không trong một cái bệnh lý khác đi kèm, như là bệnh nhân này có Cushing hay không, bệnh nhân này tức là có đang sử dụng corticoid kèm theo không, hoặc là có bệnh lý Cushing ngoại sinh hay không, hay là bệnh nhân này có phê-ô hay không, hoặc là bệnh nhân này có acromegaly đi kèm hay không. Thì những cái yếu tố đó nó có thể làm cho cái vấn đề về kiểm soát đường huyết và huyết áp nó đều khó khăn hết. Do đó mình phải coi là bệnh sử để mình đánh giá cái yếu tố nguy cơ, các yếu tố nào nó có còn tồn tại đối với bệnh nhân này, nó làm tăng đường huyết, như là bệnh lý đi kèm hoặc thuốc dùng đồng thời kèm khác của bệnh nhân. Và trong đó thì hai những cái mà mình thường hay gặp nhất là vấn đề về suy thận là một nè, cái thứ hai là cái vấn đề về cái sử dụng corticoid nè, thứ ba là bệnh lý đi kèm như phê-ô hoặc là acromegaly hoặc là hội chứng Cushing nội sinh. Thì mình nên coi là hết những cái đó, và nếu như sau khi mình coi là hết các đó, các bạn đều nói là tôi loại trừ hết những yếu tố đó hết rồi, là do bệnh của bệnh nhân thôi, thì đối với bệnh nhân mà có tăng huyết áp cao trên 200 thì bắt buộc các anh chị cũng phải tìm nguyên nhân tăng huyết áp thứ phát khác, như là con Cushing hoặc là phê-ô-rhomocytoma. Rhomocytoma thì chúng ta cũng phải tầm soát lại hết cho chuyện đó, hoặc là hẹp động mạch thần cũng phải tầm soát hết cho chuyện đó hết trước khi mà chúng ta quyết định cái điều trị gì đó. Và khi mà kiểm soát huyết áp trên những bệnh nhân đó thì thường nó rất là khó khăn, thì chúng ta sẽ kiểm soát huyết áp bằng những cái thuốc huyết áp mạnh. Chúng ta có thể phối hợp nhiều thuốc huyết áp lúc, như là 2 thuốc hoặc 3 thuốc, và chúng ta khởi động liều lên và chúng ta tăng liều lên dần. Tương tự đối với lại tiểu đường, trong cái nhóm này mà chúng ta đã sử dụng remix rồi, mà đã sử dụng 2 lần mà các anh chị sử dụng thêm cái SUV nữa thì nó không hợp lý. Do đó đối với trường hợp này chắc chắn là khi đã sử dụng remix 2 lần ngày rồi thì chúng ta không sử dụng FUVIE nữa. Và đối với bệnh nhân này đã đường trên 500 mà chúng ta sử dụng remix mà có sáng 10 chiều 10 nó không đạt á, thì chúng ta có thể tăng cái liều lên để chúng ta đạt mục tiêu, như giống như anh Thắng đã trình bày. Trước khi chúng ta quyết định tăng một cái liều nào đó của insulin thì đầu tiên nhất chúng ta phải coi cái chế độ ăn và vận động tập thể dục của bệnh nhân, bệnh lý đi kèm của bệnh nhân và thuốc dùng đồng thời có tăng đường hay không. Chúng ta loại trừ hết thì chúng ta mới quyết định chúng ta tăng cái liều insulin để kiểm soát cho bệnh nhân này. Và nếu như trường hợp mà chúng ta đã sử dụng remix 2 lần ngày không đạt mục tiêu thì chúng ta có thể chuyển qua cái remix 3 lần ngày. Thì khi chuyển qua remix 3 lần ngày thì chúng ta sẽ ưu tiên sử dụng cái Alanox remix để chúng ta kiểm soát. Và nếu như nó không đạt được thì chúng ta có thể, trong những trường hợp khó đó, chúng ta phải kiểm soát đường huyết bằng cái phác đồ basal bolus. Nó là một cái phác đồ giống như là tối ưu để chúng ta có thể kiểm soát được đường huyết trên những bệnh nhân này. Thì xin Thắng cho thêm ý kiến. Chắc thời gian cũng đã hết thì tôi cũng xin trả lời câu hỏi cuối cùng trước khi mà chúng ta đưa vào cái phần kết thúc. Thì đây là một cái bệnh nhân nữ 62 tuổi đang điều trị đái tháo đường bằng metformin 850 mg uống chiều sau ăn cộng với mix tạ sáng 25 chiều 10 đơn vị. Bệnh nhân có tiền sử viêm tụy cấp 2 lần, xét nghiệm CBC giảm. Bệnh nhân có khoảng thời gian 2-3 tháng đường huyết sáng đoái ổn, HbA1c 7%, từ gần đây tự ý đổi liều tim xong quay về liều trên thì đường huyết dao động lớn, thường xuyên có cơn hạ đường vào buổi sáng. Cái này bạn cũng cần phải cho chúng tôi biết thêm những cái thông tin về bệnh nhân này, cân nặng như thế nào và cái liều như vậy đó đã sử dụng đã lâu rồi.
thì chúng ta cũng cần phải biết là coi cái ăn uống của bệnh nhân ra sao. Bởi vì chúng ta sẽ thấy là bệnh nhân này buổi sáng bệnh nhân dùng liều 25, trong khi đó chiều thì chỉ có 10 đơn vị thôi. Cái sự chênh giữa cái liều sáng và liều chiều chứng tỏ là bệnh nhân này có cái chế độ ăn uống không có kiểm soát. Có thể trong ngày bệnh nhân ăn nhiều và tối về đêm thì bệnh nhân sẽ ăn ít hơn. Thì cho dù là cái nguyên nhân gì á, thì cái việc đầu tiên là chúng ta cũng nên chỉnh liều theo hướng giảm cái liều của cái insulin cử chiều để chúng ta làm giảm cái cơn hạ đường buổi sáng trước, và chúng ta coi lại thử cái chế độ ăn của bệnh nhân ra sao thì chúng ta mới quyết định được. À, thì cảm ơn quý vị đồng nghiệp, thì bây giờ chúng ta cũng thấy rằng là đã là 3 giờ rồi, vì thời lượng phát sóng có hạn, do đó chúng tôi xin được tiếp tục gửi câu trả lời của quý vị trong phần bình luận trên WT cho từng câu hỏi để quý đồng nghiệp tiện theo dõi. Sau đây thì mời quý vị đồng nghiệp đến phần tổng kết. Xin nhờ bác sĩ Thuận tổng kết nè. Dạ, thì đối với lại tổng kết cho phần này, chúng ta sẽ thấy việc mà rào cản chính trong vấn đề điều trị insulin á, là cái vấn đề về cái nguy cơ hạ đường huyết và vấn đề về cái tăng cân khi chúng ta điều trị bằng insulin. Do đó cái việc mà chúng ta để giảm được những cái nguy cơ tăng cân và vấn đề về hạ đường huyết khi chúng ta sử dụng insulin á, thì chúng ta nên phối hợp thêm thuốc uống để kèm theo. Thì việc mà chúng ta phối hợp thuốc uống thì đối với những thuốc như là metformin, TZD, ức chế menin 4, SGLT2 hoặc là đồng bọn GLP-1 thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục sử dụng trên nhóm bệnh nhân đang sử dụng insulin. À, lưu ý là đối với SGLT á, thì chúng ta nên ngưng khi chúng ta đã sử dụng từ 2 mũi tiêm insulin trong ngày trở lên, tức là chúng ta sử dụng phát độ basal blood hay là chúng ta sử dụng viên mix 2 lần ngày, thì chúng ta nên quên, không nên cho stem cái SGLT, bởi vì sẽ làm gia tăng cái nguy cơ về cái hạ đường huyết của nhóm bệnh nhân chúng ta. Và lựa chọn thuốc viên thì tránh làm tăng cân khi chúng ta dùng kèm với insulin, và do đó đặc biệt nếu như được thì có thể giảm cân thì càng tốt, thì nó sẽ giúp cho chúng ta đạt được mục tiêu kiểm soát đường huyết được tốt hơn và giảm được những vấn đề về tác dụng của insulin. Và điều chỉnh liều insulin phù hợp nó sẽ giúp cho chúng ta tránh cái nguy cơ về cái hạ đường huyết và giúp cho chúng ta kiểm soát được đường huyết tốt hơn. Thì thường là đối với những phác đồ điều chỉnh đường huyết thì chúng ta nên tăng giảm mỗi 2 đơn vị hoặc là 4 đơn vị khi mà chúng ta chưa đạt được cái mục tiêu đường huyết cho mỗi 3 đến 5 ngày. Chứ chúng ta tránh cái tình trạng là chúng ta tăng leo thang quá nhanh thì nó có thể làm gia tăng cái nguy cơ về hạ đường huyết cho nhóm bệnh nhân chúng ta. Thì phần tổng kết và phần trình bày của ngày hôm nay tới đây là hết. Thì cảm ơn quý anh chị và các anh đồng nghiệp thì cũng đã dành thời gian trong 1 tiếng đồng hồ qua để mình có thể chia sẻ và thảo luận với nhau về cái vấn đề kiểm soát đường huyết bằng insulin và thuốc viên cho bệnh nhân đái đường type 2 của chúng ta. Chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý vị đồng nghiệp. Thì cái chương trình tiếp theo với chủ đề là tầm soát các biến chứng mạn ở bệnh nhân đái tháo đường sẽ được đăng tải vào đầu tuần tới trên ứng dụng WT, và cũng tương tự như vậy thì mời quý vị đồng nghiệp đón xem thực hành trả lời tình huống lâm sàng trong bài giảng, và sau đó chúng ta sẽ đặt câu hỏi ở cái phần bình luận. Chương trình xử trí toàn diện đái tháo đường hôm nay chúng tôi cũng xin cảm ơn cái sự phối hợp của công ty Novartis, và xin chào quý vị đồng nghiệp và hẹn quý vị đồng nghiệp ở cái buổi phát sóng tiếp theo. Rồi, em chào anh Thắng. Ok.